Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, nhu cầu mua đất nền để đầu tư hoặc kinh doanh đang có chiều hướng tăng dần. Người mua lựa chọn đất nền bởi chúng thường không bị dao động theo thị trường bất động sản. Chính vì lý do ấy, nhu cầu trong phân khúc này rất đa dạng và giao dịch nhộn nhịp ở bất cứ thời điểm nào. Tuy nhiên, nguồn cung các loại hình đất nền ra thị trường dù rất phong phú, vẫn ẩn chứa nhiều rủi ro. Vậy làm thế nào để mọi người có thể đầu tư hoặc mua cho mình một nền đất phù hợp và an toàn luôn là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Hiện nay, nước ta đã và đang có các chính sách mở rộng phát triển đô thị ra các khu vực vùng ven nhằm giảm bớt áp lực dân cư tại các quận trung tâm thành phố. Tuy nhiên, quỹ đất ngày càng khan hiếm, thủ tục cho dự án ngày càng bị siết chặt. Chỉ tính riêng ở thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh rơi vào tình trạng cung giảm, cầu lớn và giá tăng. Từ đó đã khiến thị trường bất động sản ở các khu vực giáp thành phố như Bình Dương, Đồng Nai ngày một sôi động hơn. Đặc biệt, phân khúc đất nền luôn được ưu tiên săn đón do tỷ suất sinh lời cao và tâm lý mua đất làm của để dành. Tuy nhiên, giữa thị trường sôi động này vẫn đang tồn tại nhiều rủi ro không có lợi cho người mua. Hiện tại này, không những tôi mà các nhà đầu tư lớn đang đổ xô vào quỹ đất của vùng ven. Thì vì nhu cầu nhà ở ở đây là tăng cao và giá cả thì nó nằm vào cái mức là hợp lý. Đối với tôi này quan tâm đến cái thị trường bất động sản của cái Long Thành. Ở đây thì nó có cái dự án sân bay Long Thành đang trong giai đoạn là đền bù và bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư và một số nhà đầu tư nhỏ lẻ là tôi khuyên là nên tìm hiểu kỹ về vấn đề pháp lý và thông tin thửa đất và nắm vấn đề là quy hoạch thì tránh cái tình trạng là tiền mất tật mang. Và điều quan trọng nhất đối với tôi là chọn được một cái nhà phân phối nó uy tín và pháp lý rõ ràng thì chắc chắn là ở đấy là sẽ thành công. Chính vì lý do đó, sự xuất hiện của các đơn vị bất động sản trong bối cảnh nhu cầu sở hữu đất nền đang tăng cao làm rút ngắn được thời gian liên hệ giữa chủ đầu tư lô đất và khách hàng. Qua khảo sát cho thấy, một số dự án đất nền tại Long Thành, Đồng Nai mà Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bất động sản Đại Dương, Đồng Nai đang phân phối đã thu hút đông đảo sự quan tâm của khách hàng. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, Đại Dương Land cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng có giá trị sinh lời cao. Ngoài ra, Đại Dương Land nhận ký gửi miễn phí bất động sản, đồng thời hướng đến những giá trị thiết thực đi cùng với những cam kết khi giao dịch dự án. Cùng với những ưu thế về năng lực quản trị và kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Đại Dương Land đã mở rộng phân phối các dự án trên toàn quốc, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng về tư vấn đầu tư bất động sản. Hiện tại công ty chúng tôi rất quan tâm đến quỹ đất vùng ven sở sân bay, như là khu dân cư Long An, khu dân cư Lộc An và khu dân cư Bình Sơn. Điểm mạnh của công ty chúng tôi là thu mua và hợp tác với các nhà đầu tư để có những quỹ đất giá gốc, rồi sau đó phát triển cơ sở hạ tầng và hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Do đó, khi sản phẩm đưa ra thị trường thì bên công ty có rất nhiều ưu đãi đối với khách hàng và nhà đầu tư. Và bên cạnh đó, công ty chúng tôi luôn nghiên cứu kỹ hưởng những vị trí tiềm năng để luôn mang lại sự an toàn tuyệt đối cho khách hàng cũng như là nhà đầu tư. Giá bất động sản của khu vực giáp danh thành phố Hồ Chí Minh như Bình Dương, Đồng Nai hiện đã tăng gấp đôi so với thời điểm năm 2018 và được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt song song với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống hạ tầng. Chính vì vậy, ngày càng có nhiều người quan tâm và muốn sở hữu cho mình một vị trí đất nền tại dự án này. Thông qua các kênh online và bạn bè, tôi biết đến công ty bất động sản Đại Dương Land và tôi quyết định tìm hiểu. Đến đây, tôi đã thấy rất nhiều cơ hội đầu tư về quỹ đất vùng ven và đặc biệt với tiến độ chuẩn bị khởi công sân bay quốc tế thì tôi rất an tâm về khả năng tăng trưởng của các dự án vùng ven và đặc biệt là Long Thành. Với các dự án mà công ty Đại Dương đang triển khai thì tôi thấy giá cả hợp lý, lại sát giá gốc cho các nhà đầu tư. Cơ sở hạ tầng rất tốt và vị trí lại đắc địa. Tuy nhiên, khi xem xét mua đất nền dự án, khách hàng cũng cần tìm hiểu kỹ mặt bằng giá khu vực. Ngoài kiểm tra pháp lý dự án, người mua cũng nên đến xem đất trực tiếp. Sau khi xác định vị trí lô đất,
thì đến cơ quan hành chính địa phương xem bản đồ quy hoạch có khớp với thông tin dự án như môi giới quảng cáo hay không. Trước khi quyết định mua, khách hàng nên kiểm tra kỹ sổ đỏ với hợp đồng mua bán, cần ra soát để tránh các điều khoản bất lợi cho mình. Bên cạnh đó, khách hàng nên tìm chọn những đơn vị bất động sản uy tín để tránh những rủi ro đáng tiếc.